đó mà thì đề thi không có. Nhiều hơn so với là những người khác.
Rồi, nguyên nhân tăng huyết áp thì chúng ta học cái bản thân phải này là khi nào chúng ta nghĩ đến tầm soát tăng huyết áp ha. Còn mấy cái thôi thì khá là nhiều các bạn, dụ như là nhân trẻ 40 phải phát huyết áp, tăng huyết áp là dưới 40 tuổi ha, hoặc là huyết áp đang điều trị ổn định, tự nhiên nó lại chuyển sang không ổn định thì có thể là những cái nguyên nhân khác các bạn có thể mắc phải. Rồi kháng trị tức là đã điều trị với lại ba thứ huyết áp, cho nên ta sẽ học là ức chế men chuyển hoặc chạy cụ thể, ức chế canxi và chạy tiểu cộng thêm một cái lợi điểm nữa là hydrolactone mà nó không có quả này. Giờ là tham quan kháng trị. Rồi cái phần cơ chế bình sinh thì chúng ta học đơn giản thôi. Thì nguyên nhân tăng huyết áp thì chúng ta nhớ một số các bệnh hay gặp, ví dụ như là bệnh mô thận, bệnh lý mô thận, chúng ta làm nhớ cái phần mà chỉ định lâm sàng của nó. Cái này là đi lâm sàng chúng ta có hay sử dụng và chỉ định. Rồi các biến chứng tăng huyết áp thì mình nhắm mắt mình kể được rồi. Thì bệnh lâm sàng thường quy ở mức độ mà chúng ta ở mức độ tuyến y tế cơ sở, nếu các bạn có một bệnh chứng cao hơn thì bạn sẽ làm những cái bệnh lâm sàng chuyên sâu. Nhớ hai cái bạn đó. Cái đa phần chúng ta là khi thi ta làm thì nó sẽ thường quy là nhiều. Khi nào chúng ta nghĩ đến những cái mà chúng ta bắt thứ phát hoặc là bắt nguyên thứ phát hoặc là chúng ta tìm cái biến chứng của nó thì ta sẽ làm cái một số cái sau ha. Rồi đánh giá nguy cơ tim mạch tổng thể thì các bạn nhớ một số các dữ liệu, ví dụ như là nó có 4 mức. Rồi nó giúp cho sự chẩn đoán và xác định ngưỡng. Chúng ta sẽ học được là ngưỡng khác là gì chứ khác. Thì nó phải dựa vào các thứ nhất là không chỉ đơn thuần là dựa vào yếu tố tim mạch không, mà nó phải dựa vào cái bệnh tim mạch. Ví dụ như là bệnh nhân này có đột quỵ hay không, bệnh nhân có bệnh tim mạch hay không, ta xếp thẳng cho luôn là bệnh nhân nguy cơ cao rất cao rồi. Rồi tổn thương cơ quan đứt chẳng hạn. Thì mình học những cái bản ha, đây là những yếu tố cơ này, đây là những tổn thương cơ quan đứt và các bệnh tổn thương cơ quan đứt có biểu hiện trên lâm sàng hoặc là bệnh tim mạch. Chúng ta sẽ xếp ra cái bảng là nếu nguy cơ cao rất cao thì chúng ta sẽ đi đến khác. Sau 2 lần, lấy cái giá cho chúng ta cũng vui là 1 khám là 90. Còn cái nguy cơ vừa, nguy cơ thấp á, thì nguy cơ vừa chúng ta đi qua thì chúng ta học cái bảng 2018 thì cái bảng này. Còn cái 21 cái bảng, trong cái bài mà đó là cái máu thì các bạn sẽ gặp lại cái bảng 2019. Nó chỉ khác nhau một xíu thôi. Thì con nào mà chi đi thì chính xác một xíu rồi. Tức là đái tháo đường đáng lẽ nằm ở trong nguy cơ cao rồi. Đái tháo đường nó có tổn thương cơ quan đứt, nghĩa là nguy cơ rất cao. Nếu không có tổn thương cơ quan đứt thì nằm đa phần nguy cơ cao. Nhưng mà 2019 á thì nó lại chi nhỏ ra nữa là dưới tâm huyết áp, đái tháo đường là trên 10 năm ha. Rồi kèm thêm một chút nguy cơ còn chưa có tổn thương cơ quan đứt thì là cao. Còn ví dụ như là đái tháo đường mà người trẻ tuổi ha, dưới 10 năm. Nó lại lâu như vậy trung bình. Thật ra cái này nó hơi bị xích sao chứ không có gì cả. Rồi, vậy học cổ truyền chúng ta sẽ nhớ là mình không có gì mình cắt đồng nghĩa tăng áp thì mình sẽ dựa vào những cái chứng của học cổ truyền, ví dụ như một số chứng cũng gặp sẽ là biểu tượng đầu thống và biểu tượng ra. Thì các bạn nhớ ra thì nó có liên quan đến ba tạng và thận thì can thì thận. Về nguyên nhân thì ngoại nhân thì không có. Bất đồng ngoại nhân thì nó có, ví dụ như là ẩm thực trực tiếp. Rồi bệnh nội xương ha, ví dụ như lão suy. Còn nội xương nội nhân thì có tình trí cũng có ha, tính là can. Thì mình sẽ học bốn ba cái bệnh cảnh thôi, ba bệnh cảnh thường gặp nhất. Thứ nhất là bệnh cảnh của đàm thấp, là con đường của tỳ hư sinh thấp có đàm ha. Con đường thứ hai là do khí quốc, nó liên quan đến chế độ khí quốc, nghĩa là hỏa liên quan chế gì, hỏa hỏa thì con hỏa này nó có thể các bạn học lại những cái bài là đột quỵ, chúng ta sẽ có cái bài là chúng phong. Chúng phong thì cái hỏa này ra thì sẽ bị cận cái chai gì không? Hỏa thì có thể là do hỏa sinh ra, dịch nhiệt nó sinh ra hỏa, dịch nhiệt nó sinh ra hỏa, hỏa nó thấp, phong hả? Rồi nó có thể là do ung thư sinh tụ nhiệt, nhiệt có thành phong. Có thể là do đàm, đàm kết hợp với lại một cái cơ thể nó có một cái tình trạng hỏa trước hăng kết hợp với phong, phong đàm hăng. Thì nó cứ giống như cái bài là bài đột quỵ và chúng phong. Hôm nay các bạn sẽ được học. Rồi thì đa phần là các bạn sẽ gặp là ba bệnh cảnh chính là bệnh cảnh căn bản thư, bệnh cảnh ngoại thành viên, cái này là rất quan trọng chúng ta học. Anh sẽ cố gắng chúng ta sẽ tập trung những cái này, nó còn những bệnh cảnh khác học thêm. Có nhưng không có nhiều. Thì căn thư là hay gặp nhất ha.
Rồi, vô mặt, vô chúng ta ôm lại xíu khoảng 5 phút. Rồi chúng ta qua phần điều trị. Thì phần điều trị chúng ta sẽ có cái phần là mục tiêu điều trị. À, ngưỡng huyết áp, tức huyết áp và giới thiệu một số 4 nhóm thuốc chính, chúng ta có 5 nhóm thuốc thì nhóm thuốc chúng ta học xong. 4 nhóm thuốc chính trong điều trị đau nhức, ta có 5 nhóm thuốc như vậy. Chiến lược phối hợp thuốc trong trong giai đoạn mới và phát triển của học thuốc truyền hay như điều trị tại phương pháp thuốc truyền và phương pháp học viên thuốc học thuốc truyền. Rồi, thì câu hỏi đầu tiên thì mục tiêu điều trị của tăng huyết áp, chọn A, giảm huyết áp trong khu dưới 140 km/h và huyết áp trong khu dưới 140 km/h. B, giảm huyết áp xuống dưới ngưỡng huyết áp cải thiện. Mình chưa biết được ngưỡng huyết áp. C, giảm nguy cơ mắc bệnh tử vong do tim mạch. Và D, điều trị cho biến chứng tăng nhanh. Như vậy chọn A. Bạn chọn A. Bạn chọn câu B. Câu C. Giỏi lắm ha. Câu biết trước hay vậy. Câu D. Rồi. Thì câu C cũng khác. Câu A là khá là đúng ha. Câu A khá đúng nhưng mà đó không phải là mục tiêu thì đấu gặp chúng ta. Thì trong cái phần mà mình đi tìm mặt đó, các bạn sẽ học, các bạn thấy là đa phần là điều trị suy tim rồi điều trị bệnh mạch vành á. Điều trị gì mà nó có giảm được nguy cơ tử vong hoặc là nguy cơ biến cố tim mạch, nguy cơ tử vong thì tử vong do đột quỵ, tử vong do tim mạch cũng hết. Thì gọi là một cái khuyến cáo không nên sử dụng. Còn những cái khác thì chúng ta có thể sử dụng thêm, ví dụ như cho bệnh mạch vành thì bạn có thể một cái dùng đó được, chúng ta sẽ sử dụng chế beta, nhẹ beta, không bắt buộc. Sau đó lại những cái dùng như sau đi là bắt buộc. Còn trong tăng huyết áp đó, chúng ta sẽ điều trị làm sao để làm giảm cái nguy cơ tử vong của bệnh nhân tăng. Bởi vậy đây là cái khuyến cáo. Cáo mà đầu tiên chúng ta sẽ có 4 cái. Mục tiêu là điều trị tăng huyết áp còn đúng để chúng ta giảm cái tần suất hay là nguy cơ mắc bệnh, nguy cơ mắc bệnh ha. Ví dụ như là mắc bệnh mạch vành, mắc bệnh đột quỵ là nguy cơ mắc. Rồi tử suất hay còn gọi là nguy cơ tử vong ha. Của tim mạch nói chung. Thứ hai là xác định ngưỡng ban đầu. Thì đó chúng ta sẽ biết được cái ngưỡng ban đầu và cái từ tiếp theo là đạt được đích giá bình đạt. Thứ ba là chúng ta kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch. Thứ tư là chúng ta cải tìm ra những cái gọi là không tuân thủ bệnh nhân thì nó liên quan đến việc là phối hợp thuốc. Thì các bạn thấy là các cái biến cái mục chính ở đây ha, tần suất rồi ngưỡng huyết áp và đích huyết áp. Thì khi mà các bạn làm các bạn điều trị các bạn sẽ nhắm vô bốn cái biến kết cục này. Thì các bạn mong muốn các bạn làm nghiên cứu hay là nghiên cứu những cái phương pháp điều trị mới về y học cổ truyền thì chúng nhắm vô này thôi. Thì đa phần chúng ta nhắm vô chủ là ngưỡng huyết áp và đích huyết áp thôi. Các bạn chăm cứu có giảm được huyết áp của bệnh nhân không hay là chúng ta cũng có được giảm huyết áp của bệnh nhân không, nhưng chưa thì ngay chưa có một cái nghiên cứu nào chứng minh được phương pháp y học cổ truyền giảm tần suất và tần suất của ví dụ như là tần suất tăng huyết áp. Và vì chúng ta không có đưa vào được guideline của TI được. Thật ra chúng ta không phải TI, chúng ta không quan trọng chuyện là mình giảm được cái áp hay không, là chúng ta sẽ thấy có những chuyên môn đó. Cái quan trọng của người ta là có giảm được cái tỷ số của tỷ số được không nào. Rồi chúng ta sẽ có những cái biến, những cái mà cái yếu tố độc tập, yếu tố khác ha. Thì đó là cái yếu tố nguy cơ tim mạch, bệnh động mạch. Ví dụ như là chúng ta sẽ, ví dụ như là một những cái tăng huyết áp mà kèm theo bệnh nhân có quốc chẳng hạn, chúng ta sẽ được sử dụng cái loại thuốc, sử dụng cái loại thuốc quốc tế trị cụ thể, cụ thể angiotensin. Trong đó nó rất là nhiều nhóm, nó chọn lựa các loại thuốc và đăng ký của mình. Và nó có ưu tiên điều trị bệnh nhân quốc chẳng hạn vậy, chúng ta nhắm được bệnh động mạch. Các bạn đã biết không? Thì cái đó là cái cho đi lâm sàng. Rồi tiếp theo là chuyện của điều trị ha, thì đây là 6 cái biến trong cái mục đích chúng ta làm. Chuyện là kiểm soát bệnh nhân tăng huyết áp, điều trị bệnh nhân tăng huyết áp. Thế thì các bạn cứ đơn giản hóa là giảm huyết áp là có quả đơn giản thôi. Giảm bao nhiêu thì các bạn nghiên cứu này họ thì làm nhiều lắm rồi. Có thời gian thì chúng ta sẽ học. Ví dụ như là giảm 2 cái bệnh nhân huyết áp trong khu hoặc giảm 70%. Những cái này các bạn nghe nó được buồn lắm. Thật ra nó muốn các bạn học về
sâu và các bạn nó có bao đường đi chuyên khoa, đi nội trú và chuyên khoa thì nghiên cứu, thì các bạn nào là nghiên cứu mà có hiểu được cái chuyện này thì còn đi chuyên lâm sàng mình sẽ hiểu được có giảm cái khác rồi đó, tốt mà nó giảm thì giảm thế nào. Rồi thì người ta đưa ra cái ngưỡng tăng huyết áp điều trị ban đầu thì các bạn nhìn thấy cái đau phần ở trên cái lứa tuổi bệnh nhân mà chúng ta hay gặp nhất là 18-79 tuổi năm thì cứ trên 140 chúng ta điều trị, thì có cái lứa tuổi mà muốn các bạn có thể đi các cái phòng cái lão khoa, khoa lão có nhóm bệnh nhân là trên 80 tuổi thì cho dù người ta tăng huyết áp trên 140 có điều trị chúng ta tăng huyết áp trên tuổi huyết áp điều trị chúng ta là trên 160 đối lại huyết áp thông thường. Còn huyết áp bình thường thì giống nhau hết là trên 90, nhóm là 190 trên. Và nó có một nghĩa sao ở đây đối với bệnh nhân có tăng huyết áp chúng ta chia nhỏ ra thì là tăng huyết áp chung, thì tăng huyết áp nói chung nếu mà tăng huyết áp có đáy đường, đáy đường bình thường thì giống nhau, nhưng mà tăng huyết áp có bệnh mạch vành nè, rồi tăng huyết áp đột quỵ ha, thì chúng ta cân nhắc là điều trị ở nhóm bệnh nhân mà nó dưới mức luôn thì ta điều tăng huyết áp tức là 130 huyết áp bình thường cao quá 130-140 bệnh nhân thuộc nhóm là nguy cơ rất cao ha, chúng ta bắt đầu phải trị rồi. Chúng ta bắt đầu cải thiện bằng có nhiều cái dù trên thay đổi lối sống đó dùng thuốc phải bắt buộc phải dùng thuốc không nha. Cái này là cái bản quan trọng ha, bản liên quan đến ngưỡng, cái từ là ngưỡng huyết áp cải thiện nhóm con số là 140 đối với lại đại phần mà mọi người là 160 là trên 80 tuổi rồi. Cái này là chi tiết hơn thôi, đối lại những cái bệnh nhân mà huyết áp bình thường cao thì chúng ta sẽ thay đổi lối sống. Ở những bệnh nhân mà có nguy cơ, ví dụ như là bệnh nhân đã có đột quỵ rồi, bệnh nhân có bệnh mạch vành rồi, bệnh làm gì thì gây lai thì nào có hết. À, chụp để đốt lại những cái sợi dây nào, ca đề thi thì có thể. Tăng huyết áp độ 1 ha, đối với tăng huyết áp độ 1 thì chúng ta đa phần là thay đổi lối sống và chúng ta điều trị nguy cơ, điều trị thuốc ngay lập tức đối với lại hai nhóm luôn là vừa cao và rất cao luôn. Còn có lại cái nhóm mà thấp á thì chúng ta điều trị mà chỉ có thể nội sống 3 tháng không ổn định chúng ta phải chịu qua thuốc. Thì đây là cái dây đai các bạn có thể theo mà theo cũng được. Đối với cho hai tổ hai cái đi là điều trị thuốc luôn và kết hợp với được, tất nhiên là phải có thay đổi nội sống ha. Và cái đích chúng ta là kiểm soát huyết áp trong vòng 2-3 tháng. Các bạn nhớ là trong bố các bạn đi thi, các bạn đi lâm sàng các bạn đều cái gì là mục tiêu điều trị ha. Cái lòng nguyên tắc điều trị chứ. Còn cái còn là một là mình án làm sao không biết là năm đã làm được, cái năm đã làm đến mức điều trị chứ ta chưa đúng không, thì qua y 6 rồi các bạn đi thực tập thì qua sẽ làm qua cái một cái trang mới phần C hay là phần điều trị, thì cái đó là đầu tiên là nguyên tắc điều trị. Nhưng nguyên tắc điều trị ví dụ như chúng ta có một sự khác mà mục tiêu chúng ta là để mình nói mục tiêu chúng ta ai chưa có chưa có học mục tiêu đúng không, chưa học rồi chúng ta trong thời gian bao nhiêu ha, trong thời gian 2-3 tháng chẳng hạn vậy. Rồi vô điều trị cụ thể ha, trong phần C đó thì phần 1 lớn là nguyên tắc điều trị, phần 2 lớn là điều trị cụ thể, thì mà mốt vô bệnh án chúng ta sẽ biết. Rồi thế thì có phải là hạ huyết áp là hạ bao nhiêu cũng được, nó cũng có tốt hay không, thì cái đó là cái chuyện gọi là cái thị tượng đường cong chi ha, tức là không phải là chúng ta hạ huyết áp maximum cho bệnh nhân xuống dưới luôn 120 thì là càng tốt. Các bạn chúng ta sẽ nhìn những cái đường cong này, đây nó chỉ là đây là một cái chung thôi, thật ra cái hiện tượng này được phát hiện được nhiều nghiên cứu lắm và nó dựa trên những cái tùy vào cái nhóm, ví dụ như là trên nhóm sẽ chia nhỏ ra nhóm bệnh nhân mạch vành, nhóm bệnh nhân đột quỵ nó khác nhau, thì đa phần là cái nhóm bệnh nhân mạch vành này thì nó là chịu nhiều là do cái chúng ta giảm huyết áp đặc biệt là huyết áp thông thường thì mạch vành được tưới máu thì cuối cùng thông thường mà bởi vì chúng ta hạ huyết áp dưới quá thì cái lá thông thường đó thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ tử vong của bệnh nhân khi bắt đầu mạch vành. Nhưng mà mô hình chung thì các bệnh nhân khác cũng vậy, chúng ta giảm ta thấy nó có hai mức dưới 140 và trên 130 ha, và sau cái mức 130 đến 120 bắt đầu có hơi nhô lên rồi và đa phần là không ai khuyến cáo dưới 120 cả nha. Thì đôi lúc chúng ta điều trị quá tay cái chuyện là bình thường rồi, do bệnh nhân nhập với lại cái biến quả đau khác ở nhà chúng ta bác sĩ ơi ở nhà thì lo ra tụi con chậm bác sĩ sao thì lâm sàng ta sẽ giải quyết ha. Những ngưng thuốc thì xong mình sẽ điều trị thuốc chúng ta. Cái chuyện là bệnh nhân người ta tăng giảm rất là chuyện bình thường ha, người ta sử dụng thêm một cái gì đó hay là người ta uống thêm
thêm một thời gian uống thuốc của mình, đi gặp thầy lang ở nhà ở chỗ các bài thuốc dùng trong vô chẳng hạn, người ta lợi dụng nhiều quá. Chúng ta cân nhắc ha, cái huyết áp mà dưới cái đích huyết áp mà ta sai cái vòng đích huyết áp ha, đích huyết áp người ta dưới 120 thì không có lợi. Thì cái cơ chế ta nói á, thì đó là giảm tưới máu ha, ví dụ như là giảm tưới máu rồi giảm tưới máu thận thì nó sẽ làm tăng cái yếu tố nguy cơ lên. Thì đây là những cái tranh cãi, nhưng mà hiện nay các khuyến cáo hiện nay thì các cái hội tim mạch thì đa phần không ai khuyến cáo là dưới 120 cả. Ngay cả cái nghiên cứu mà lớn nhất trên tim mạch hay có những nghiên cứu lớn đó, các bạn nghe ba bốn điều kiện các bạn sẽ nghe dùng nghiên cứu của mạch kép ôn hát rồi advance mà là tức tim mạch đó, thì các bạn sẽ nghe nhắc đi nhắc lại, và tim mạch nó có những cái nghiên cứu rất là nổi tiếng. Thì nghiên cứu nổi tiếng nhất gần đây của ngành tim mạch là nghiên cứu Spring ha. Thì người ta điều trị có hai nhóm, nhóm bên trên là điều trị từ khoảng 130-140, nhóm dưới là phải điều trị mạnh hơn nữa là 130 xuống khoảng 120 ha, sát 120 luôn. Thì người ta thấy là ở một nhóm thì đa phần là các bệnh nhân thì cho thấy cái màu vàng màu cam này ha. Thì cái tỷ số nguy hại hazard ratio thì người ta có cũng thấy có lợi, tức là giảm dưới 130 vẫn có lợi mà không giảm quá sâu quá 120. Thì nghiên cứu này ủng hộ chúng ta là giảm xuống 100 khoảng từ 130-120. Thì đó là nghiên cứu gần nhất, còn chưa ai dám thử. À, có một số nghiên cứu người ta đã thử rồi, nên ví dụ như là nghiên cứu Advance hay là của Mỹ, còn nghiên cứu của châu Âu là có. Thì người ta thử, ví dụ như bệnh nhân đang có người người ta thử hạ xuống dưới 120 thì làm tăng nguy cơ nghiên cứu tử vong. Thì đây là khuyến cáo nói chung. Thì khuyến cáo nói chung thì nói là cái huyết áp chung đầu tiên của bệnh nhân chúng ta hạ dưới 140-90, đó là cái đầu tiên, đó là cái đầu tiên. Sau đó là nếu mà bệnh nhân dương tăng tốt, tức là bệnh nhân không có huyết áp như thế, còn người già người ta không có cái dụ người ta vô bệnh tổng nói là sáng ta có thấy nó chóng váng cái đầu thì nó nổi đó là huyết áp nó hơi tụt ha. Rồi dặn là người già thì hay dụ như té ngã chẳng hạn, thì đó là không nào các bạn. Người ta thấy mệt mỏi được được hơn ha, đó là không dung nạp được. Nếu mà người ta dung nạp được thì mình sẽ hạ xuống dưới 130-180, còn nếu đến nhớ âm trường thì luôn là dưới từ 80-70 ha. Thì đây là cái tóm tắt chung. Thì đa phần các bệnh nhân các bạn thấy cái này là cái lượng huyết áp, cho nên là cái huyết áp dung nạp. Thì đa phần bệnh nhân là bệnh nhân tăng huyết áp chung, tăng huyết áp đường, tăng huyết áp đường kèm theo đường mạch vành, đột quỵ, và cái đó là tháng qua thì chúng ta để cho bệnh nhân từ 130-120 ha. Nếu bệnh nhân mà từ 18-64 tuổi, trên 65 tuổi thì chúng ta sẽ có tại vì người già người ta sẽ có những cái bệnh khác nó kèm theo, ví dụ như là các bạn mới học cái hội chứng người già đúng không, cũng có hội chứng té ngã ha, thì nó có liên quan đến cái việc bệnh nhân có tụt huyết áp thực tế như này. Các bạn học lớp ba đúng không, mới học để hội chứng lão khoa, cho học bài đó hả? Người bệnh chứng tim mạch lão khoa ha. Đối với lại bệnh thận mạng, chúng ta thấy là chúng ta sẽ không hạ huyết áp quá sâu ha. Đa phần là ưu tiên là khoảng 140-130 hơn. Cái bảng nền tảng của Việt Nam, các bạn có thể nhìn cái bảng của EC, cũng giống như đây vậy thôi, thì có thấy nó trình bày nó rõ hơn, thì nó đẹp hơn. Thì người ta có nhấn mạnh cái chuyện là không hạ dưới 120 ha. Và đối với bệnh nhân bệnh thận mạng thì chỉ là từ 140-130. Còn các bệnh nhân khác là nếu bệnh nhân bị nạp thì 130-120. Bệnh nhân nó chia ra là bệnh nhân từ 65-79 tuổi, giống với lại bệnh nhân của trên 80 tuổi ở Việt Nam mình còn lại. Có nhanh không ạ? Tại em tưởng tụi em cái này học kỳ 4 chứ nè, học rồi đúng không? Nhanh quá hả? Anh tưởng là ở mức độ tụi em học bài này Y3, Y2 học rồi, Y3 học rồi, Y4 học rồi, Y6 học. Học với anh Y6 học và thêm có lại lớp 3 nữa. Nhiều quá, chắc chắn. Bây giờ đây là những cái slide mà dễ giả hỏi ha. Anh không có đi sâu vô những cái nghiên cứu không mày? Những cái bài mà hỏi thì chúng ta có thể tổ chức cái lớp đi. Ta học. Tất nhiên không nói gì đâu.
bài thích nghiên cứu Spring chẳng hạn, mình chỉ các bạn đọc về sau, người ta ra được những khuyến cáo về vậy, còn tóm tắt lại thôi, đa phần các bạn cho nó qua thì cái đó là cái mình có ba ba cái ha, cái mục tiêu thứ hai là cái tưởng ngắn khởi chị, và thứ ba là cái đích ngắn này nè. Mình đã qua được 3 cái, bạn có hỏi không? 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 Tiếp theo là chúng ta vô điều trị cụ thể. Thì như có thể là ta vô học điều trị cho chị biết. Chúng ta học học điều trị là can thiệp. Chúng ta đánh lá, chúng ta có thể máy. Cái máy can thiệp mà nó không có học đó. Chúng ta có 2 cái là thay đổi lối sống và dùng thuốc. 2 điều trị đột phát. Bây giờ thay đổi lối sống thì đây là các bạn khuyến cáo. Cái này thì thực sự là khi mà học thì rất là hay, nhưng mà đến lúc mà đi làm các bạn sẽ thấy ai vô cũng dục cái bản này lên thì thật đây làm thuốc nói vàng này xong ta nói là sĩ có thuốc không dạ có đi anh nói thiệt mà bữa nay vừa là ra đường mình cũng nhiệt huyết lắm, gặp bệnh nhân ở phòng phòng bệnh hai mình cũng còn tư vấn cho ta ở bác ơi thay đổi lên sao ăn nhẹ nhàng tí rồi ăn rau thì vô nó có bác sĩ các thầy nhẹ nhàng thì bác sĩ thầy luôn á bác sĩ sắp lắm hôm nay ta đến với mình là ta cần là ta cái gì mà gọi là nhẹ nhàng nhanh ta không muốn là cái thứ hai là cái người già các bạn thấy người già trên nên về hôm mà ta có một cái lối sống thì ta không có quá đâu, nó liên quan đến cái vui của người ta chẳng hạn, cái ăn mặc của ta, ăn uống ăn ngon chẳng hạn, không thể nào mình chép người ta ăn có vậy được. Ta đã sống là 60 năm nay rồi, không có đức mới khoảng hai mấy tuổi mình nói thật sự, không, nó là nghiên cứu mà ai nghe, các bạn hiểu là cái lâm sàng thì nó phải tới nhiều xíu vì một cái người, có những cái người người ta rất là nhạy, ta sẽ hỏi các bạn. À, thì đây là khuyến cáo này làm học có được cũng như học chú á để ra được cái khuyến cáo này làm cũng nổi não luôn á, ví dụ như là ít từng mili của muối chẳng hạn, 5 gram muối, 6 gram muối khác nhau thế nào, cái án nó hại bao nhiêu, làm cái túi đề là những gì sau đó luôn á, và đến lúc mà ra đó mình không phải nghe đâu, hoặc là làm thuốc lá cũng vậy, vậy ở nhà ba anh cũng vậy, thuốc lá nó không nghe mà con làm cái túi về thì mà ví dụ như là làm thuốc về thuốc lá thuốc lá rồi đó, tụi em phải bỏ thuốc lá 10 năm thì nguy cơ thì cái tiến triển của mảng sơ vữa tụi em nó trở về bình thường 10 năm rồi các em, đó là nghiên cứu qua theo dõi trong 5 năm và kết hợp 5 năm à, 5 năm anh ở tiến sĩ thì nhận và kết hợp 5 năm trước của bệnh nhân thì theo dõi 10 năm rồi sau đó sơ vữa của người cũng như khác sơ vữa thuốc lá mới khóa trị năm thì mà mình nói đến cái mức độ của đó thì người ta cũng chưa hiểu. Cảm ơn. Thì đây là BMI mà của khuyến cáo của Hội Tim Mạch Việt Nam, các bạn có thấy cái ngưỡng nó là 18.5 cũng trên thì giống nhau thôi, là 25 thì tùy cô, thầy cô làm mắt thì nói là nó là của Hội Tim Mạch Việt Nam từ 20 đến 25 cũng theo thì nó liên quan đến sự tiến triển hóa. Rồi tiếp theo là đến chế độ ăn DAS. Bất kỳ chế độ nào ăn có lợi cho các bạn, ví dụ các bạn ở thị trường Hải để các bạn ăn theo chế độ DAS, cái viết tắt của cái từ là chế độ ăn giảm thức ăn thôi, còn các bạn ví dụ như là tôi qua Nhật không ai xài chế độ DAS cả, tại vì chế độ ăn có thể còn tốt hơn chế độ ăn của viết tắt, nó dùng cáo và lại dùng omega 3 và lại sử dụng rất là ít muối và ăn nhiều rau, gạo lứt chứ không tốt hơn DAS ăn theo thường. Rồi hạn chế mặn ha, thì 500 muối, 500 muối đấy quay lại. Theo là đến bổ sung kali. Bổ sung kali thì chúng ta chú ý nha, bệnh nhân xài ức chế men truyền thì mình dặn người ta là ăn bổ sung kali tương đối nha, không phải là ca nào cũng nhau. Ví dụ như là ức chế men truyền của gặp con ca nha, người ta vô người ta được người nhà tặng cho chú mình chú sấy là bạn hết, chú nó rất là nhiều kali nè, ta ăn vô một cái sấy là ức chế men truyền vô tăng kali, chúng ta tăng kali tăng kali thì mình tăng cường hoạt động thể lực, rồi đó mình sẽ nói tiếp. Rồi người bệnh tăng huyết áp thì tăng huyết áp thì khuyến khích sử dụng rượu bia 2 đơn vị một ngày, chúng ta có định nghĩa đơn vị cồn ha. Thì các bạn nhớ là một đơn vị cồn là 5 gram, một người uống cam cồn cái này thì huyết thì nổi 1, 6 cái gì là 2 gì nổi, thì nó tương đương với lại khoảng
cỡ một lon bia chứ mày, một lon bia hoặc là 1.5 ly. Một lon bia là phải 5% rồi chứ mà lon bia là 10% hai lon bia thôi. Tùy loại loại thì mỗi loại thì nó là một loại ngày đa số là năm và một tuần dưới 8 lon bia nó tính một ngày một lon thì cái đó là cái lượng thì nó sẽ có cái khoản dư đó để lên lần đầu cũng là lá là cái gì khỏi cái bàn nói được tay không. Đây là đội 8 chúng ta có thể đứng ra ngoài này. Cái này cũng chỉ là mai vũ. Ví dụ như là đối với lại người đa phần chúng ta là dưới cái chân thì cái mượn chúng ta là 130 mg. Thì tôi muốn nói chúng ta tính ra để cuối tuần về nhậu với bài chúng ta sẽ không có được quá ngày cuối ngày đó là các tính có ai hỏi thì đang ngang muối thì nó có nhiều này bằng cái muỗng cà phê dưới à. Và thật ra cái muối nó không nằm ở cái phần mà chúng ta nêm nếm đồ ăn của chúng ta, cái muối nó không phải nằm trong cái chuỗi ta chấm mà đa phần bây giờ cái muối nằm trong cái thực phẩm chế biến có sẵn ha. Ví dụ giờ các bạn uống mà đồ hộp các bạn ăn cà chua đi chẳng hạn thì bạn ăn cà chua rất là bình thường ha, không muối gì cho uống rất là ít. Bây giờ các bạn chuyển sang các bạn lùi, các bạn không bây giờ các bạn muốn làm spaghetti đi, bạn lùi và không muốn làm từ cà chua ra các bạn mua cái hộp sẵn thì trong cái hộp cà chua sẵn muối rất là nhiều, các bạn nhiều vị á, uống rất là nhiều. Ngoài ra thì nhiều lắm, tất cả những cái thứ mà chúng ta đang sử dụng vào trong cái phần chế biến thì muối rất là nhiều. Thì bởi vậy, thật ra muối chúng ta đã có rất là nhiều rồi, chúng ta không còn, chúng ta còn xài đến cái chuyện mà muối thì bạn ăn nữa là quá. Như đó rồi. Thì muối thì ở Việt Nam mình thì nằm trong cái nhóm là tương đối, nó bị nghiên cứu á, Việt Nam mình là tương đối. Cái nước mà nó xài nhiều ví dụ như là ở Nga, Nga hoặc là những phía Bắc là người ta hay ăn những cái đồ ướp, người ta ăn rất là mặn các bạn. Ở Việt Nam thì mình có khoảng cỡ một người Việt Nam bình thường ăn khoảng cỡ 8 đến 10 mấy thôi. Còn thì Nga người ta ăn có 15 gram muối một ngày hơn, ăn hai mấy gram muối một ngày người ta ăn. Dân ta ăn rất là nhiều, đối với những người mà ta không quen, ai cũng xin, rất là muối rất là nhiều. Và thì ta cứ ác luôn cái người ta bán ha, ta rồi người đi quanh muối. Ở đây các bạn nào biết chế muối không? Các bạn nào mà ở nhà thử biết chế muối chưa? Nói, đó rồi. Nói thì nói vậy ra chứ tôi lỡ Việt Nam mình. Có. Muối mà Việt Nam mình không có, mình khó ăn lắm. Chị không ăn muối luôn. Nó còn một cái gì với cái gì mà nhảy ngã cái muối ha? Thì cái muối thôi, ví dụ như là các bạn đâu có mặc đồ để chín á. Các bạn thấy là cái muối là nó nhạt nhạt nó cái nguyên bản không có cái nhiều xong rồi lấy chấm mắm không chấm luôn. Thứ hai đó là liên quan đến muối. Muối thì ở Việt Nam nói với bạn nghe cũng giỏi đây đâu quan tâm đúng không, còn ở nước ngoài bạn thấy là những cái thành phần của nó ha là phải ghi ra giải pháp rõ ràng vậy, mà ở nước Anh đó nó còn khó hơn nữa, nó còn ghi ra những cái mức độ khuyến cáo của cái này là thành phần nó không có các bạn. Ở bên nước ngoài thì mình được chiến thắng cao rồi đó, các bạn thấy người ta rất là siêu vết đọc cái đường kỹ của mỗi lần ăn nó phải đọc nó có thành phần mà sức khỏe còn lại không, đúng bao nhiêu phải coi vào đó luôn. Ở bao nhiêu năm tối thì bao nhiêu lâu thì là xả rồi em xả lâu xin em và nên đưa ra cái cây mai cái giáo này cực kỳ khó khăn các bạn. Khi mà các bạn vô học sau đại học các bạn thấy cái này cái trend khuyến cáo cái câu thôi, bình thường chỉ tập cả 4-5 năm ví dụ là 5 năm rồi tổng cộng nghiên cứu là 10 năm ra được một cái câu thôi là kết luận lại là ngưng thuốc lá 10 năm mới giảm, ra được một câu đó thôi mình làm nghiên cứu cả 5 năm rồi, tức là cái phần phân tích của nó khó các bạn chứ không phải đơn giản không, cái đó mình nói là nhân tâm trạng chúng ta đỡ khổ quá chứ không phải là làm cái đơn giản mà. Rồi, cái phần mà phải dùng, nãy mình nói năng là phải dùng là 30 phút mỗi ngày. 30 phút mỗi ngày thì các bạn nhớ là bạn nào là dân thể thao sẽ có hai cái nhóm thể dục cardio và thể dục assistance. Cardio là các bạn tập tiếng tí ha, chạy bộ, rồi bơi lội, cái gọi là cardio. Thì các bạn nhớ là bây giờ nghiên cứu mới thì các bạn sẽ thấy là
cái nhóm nghiên cứu, cái nhóm bệnh nhân, cái nhóm người mà người ta tập resistance á, tức là tập thể lực á, tức là tập tạ này, tập lên cơ này, nó lợi ích cao hơn đó là cái chuyện tập cái gì, chúng ta kết hợp cả hai thì càng tốt, chứ không phải là tập tập cardio không là có lợi đâu, nha. Bình thường thì các bạn chạy bộ, chạy marathon chẳng hạn, bạn thấy chuyện tôi chạy marathon nó ốm nha, người ta là có thể kinh phát. Tức là ốm mà có mỡ trong đó các bạn tập thì những nghiên cứu nó đưa ra là tập mà tập cho cái tinh á nó sẽ biêu cơ ta lên cái biêu cơ đó cái cơ đó nó sẽ hạn chế những cái nhiều cái khác đó nó làm giảm cái nguy cơ tử vong của bệnh nhân thì ta dựa trên nghiên cứu rõ ràng mà chúng phải tự nói thì đây là những cái mà chúng tôi đang dùng để giảm muối chúng ta giảm được khoảng 5 đến 2 cái tập khu lại hai cái anh trường hàng bạn có 2.7 rồi giảm cân mỗi ký đô rồi độ cồn hàng cái đó bị tụt Việt Nam mình thì cũng uống rượu có nhiều lắm chưa bạn đâu tức không có bia bia rất là dụng và cái không được nước đó thì bởi vậy các bạn qua các bạn thấy là 3.4 3.6 viên nha cái cảm 2 viên thôi còn nước ngoài uống nước thì được mình đi cũng có lợi. À, rồi tập chế độ thể thao rồi tối chế độ ăn nhạt ác thì nó sẽ có những cái lợi như đây đây là cái độ nhạt ăn tốt thì cái ví dụ như là cái chế độ ăn là cái khó nhất các bạn có thời gian thì các bạn sẽ thấy sau này thì cũng là nhiều người người ta có quan tâm hơn đó để tổ chức những cái lớp họ thấy là cũng phải là đủ cái khóa giờ mình làm quen với chế độ ăn luôn chứ còn mình nói 2-3 ngày sau đó tự nhiên ta nhớ. À, phải quen với chế độ ăn tập trên một tháng luôn có một cái ở Việt Nam mình chưa có cái ngành đó là hàng dưỡng nhân dinh dưỡng hàng dưỡng dinh dưỡng nó là cái chuyện này bây giờ nó đâu đào tạo được à, ở nước ngoài dưỡng nhân dinh dưỡng nó chuyện này nó sẽ đến nó sẽ hỗ trợ mình cho một thay đổi đúng một cái lối sống đó nó bỏ đi làm cái bằng đường tí là nó làm được cái lối nó sẽ thôi chứ không phải là nhận không. Thế là do người ta thực hiện. Rồi đây là thuốc, thuốc là bộ thuốc, hiểu không? Rồi, mới chúng ta không có nhận hết gì đâu, chúng ta chỉ nhớ những cái nào mà chúng ta có, chúng ta xài. Chúng ta sẽ có 3 là nhóm chính, nhất là nhóm đại tiểu. Đây, dạng đại tiểu chúng ta có diazid, nhìn thấy rõ. Có nông diazid hay còn gọi là diazid lai, tiếng Việt rất là giống. Dạng diazid ha, gồm có những thuốc ví dụ là diazid. Thì diazid lai thì được khuyến cáo nên sử dụng hơn là nhóm diazid hay bởi vì diazid phát triển lực nó rất là nhỏ, rất là thấp. Thường là diazid thường các bạn thấy là ta cần cái thuốc phải kết hợp với lại những cái thằng khác ví dụ như chất men tụy, chất canxi thì nó phải dùng tại vì cơ chế của nó cả. Đấy thì ta nói lên. Và đa phần bây giờ ta khuyến cáo sử dụng cái thuốc thì là diazid ha, thì nhóm là diazid lai nên sử dụng hơn. Rồi điều trị lần tiếp theo là lợi đi quay. Lợi đi quay thì ta sẽ sử dụng trường hợp nhân có phi thận mạng dưới là cầu thận phức tạp cầu thận ICSH dưới 30 ha vi lít phút trên 1.72 cái tính các bạn phải học như vậy những cái này là phải học nha các tính của lọc phức tạp cầu thận để chúng ta điều chỉnh có lại thuốc 6 lần chẳng rồi những cái nhóm khác ví dụ như là lợi tiểu tiết kiệm kali chúng ta có thể nhóm có một cái thuốc chúng ta phải sử dụng thôi. À, đó là sinh công hay sử dụng trong trường hợp để chúng ta điều trị tim nha. Tôi thấy anh cầm cái iPad lên. Cái đó là của gì? À, cái đó là bài giảng của ai? À, trên bàn Việt Nam à? Chứ coi là của châu Âu à? Ok. Nhóm thứ hai là nhóm mà anh dành cho bạn để ý hết các bạn. Còn bạn làm cho để ý hết những cái tập trung của em nhận biết thì phân chế thứ hai là cái nhóm phân chế hay trên chút ha và cái colamin thì dùng ta có nhóm phân chế beta nên đây là hay sử dụng ha còn những cái thuốc phân chế alpha 2 thì nó ít sử dụng lắm thứ hai trong một nó ít sử dụng cái thứ hai nữa là cái nhóm thuốc giảm hoạt trực tiếp ví dụ chúng ta có cái ức chế canxi chúng ta hay sử dụng ha và nhóm ức chế canxi mà có tác động lên cái nhịp tim là nông hydroxyurea. Rồi nhóm thứ ba là cái tiếp theo là cái nhóm là cái vận chuyển cơ chế hay vận chuyển cụ thể ha. Ví dụ cái vận chuyển ta thấy cái đuôi của nó là khoảng cái gì nó cũng riu riu ấy. Các cái riu mà hay xài, cái này là riu này, cái này là riu này. Ha.
còn những cái mà ức chế chạy cụ thể á là sạc căng ha. Cái này xài nhiều lắm bạn ơi. Các bạn có thể học những cái bài nó cao cấp và không xài thì mình tăng huyết áp. Bạn dân ta bị tăng huyết áp, tỷ lệ tăng huyết áp Việt Nam bây giờ khoảng 30%. Bạn móc đầu cái tăng huyết áp hết trơn, bởi vậy ta muốn các bạn xài hoài à. À, thì chia lại thôi, thì ngày xưa có trong cái hướng dẫn của mình trong cái bài Việt Nam đó thì có 5 cái nhóm thì chỉ có chính ha, 5 cái chính, ngoài ra những cái phụ kia thì có thể sử dụng, chúng ta có ưu tiên sử dụng 5 cái chính này nha. 5 cái nhóm chính, thứ nhất là nhóm chống lại trực tiếp và ức chế canxi ha, và chèn cái canxi đúng nó là vậy. Rồi nhóm thứ hai hay sử dụng là ức chế tại chèn cụ thể angiotensin. Nhóm thứ ba là ức chế cụ thể. Nhóm thứ tư là lợi liễu. Và những thứ năm nhất là chèn beta ha, chèn beta rất sai nhé, bởi vì cái chèn beta thì cái cơ chế của nó thứ nhất là phải khác, nó lại rất là thấp và nó có nhiều tác dụng phụ. Chỉ thường ta sử dụng trong trường hợp bệnh nhân có đau nhồi máu cơ tim, rồi bệnh nhân có suy tim, ta sử dụng suy tim chúng ta sử dụng. Còn đa phần là chúng ta sẽ có cái đây là cái tam giác cũng thuộc cái khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam ha. Ta ưu tiên ta sử dụng ba cái nhóm chính trước, đó chính là lợi tiểu, ức chế vận chuyển và ức chế cụ thể. Hoặc nhớ bạn không bao giờ kết hợp hai thằng này lại với nhau nha, nó làm tăng nguy cơ nó không có các nguyên tố nó làm tăng nguy cơ ha. Rồi nhóm thứ ba là nhóm chèn canxi, chúng ta kết hợp một trong ba thuốc, và đây là cái chiến lược kết hợp thuốc mới. Ngày xưa á, các bạn học các bạn thấy là các bạn sử dụng đơn thuốc, ví dụ như là các bạn sử dụng lợi liệu trước, sau đó các bạn thấy không ổn thì các bạn kết hợp thuốc thứ hai là ức chế vận chuyển ha. Hai thuốc này rời nhau buổi sáng rồi chiều buổi chiều uống chẳng hạn buổi sáng rồi chiều buổi tối lên thay tiểu lắm. Bây giờ mình thay cho buổi sáng ha, còn buổi tối mình cho những thuốc dù như là chế nói chuyện chẳng hạn ha. Nhưng mà bây giờ ta không khuyến cáo gì, bởi vì nó sẽ làm rắc rối bệnh nhân, người ta không có phương pháp điều trị được. Người ta sẽ đưa ra cái chiến lược là kết hợp thuốc, tức là hai viên trong một. Người ta cái này nó lâu lắm rồi bạn, cái này 10 năm rồi, Nam bắt đầu đưa lên ha. Thì kết hợp thuốc bây giờ các bạn thấy là những cái kết hợp thuốc, các bạn có biết cái thuốc nào kết hợp không? Nói nghe thử ở nhà gia đình nó xài có bài giờ ông ai cũng biết không? Xài trong lò xài chèn canxi với cái nhóm plus tăng chèn đi cái tăng gì đó chèn không thể chèn canxi với lại cái chất chuyển thành thấy dụ như là con vệ sinh là học đi viên cái gì rồi. Là mình nhưng mà có người tăng áp nha. Các bạn có tâm không? Rồi, có cơ thuốc. Coi là dùng, xem là dùng thuốc gì. Các bạn có quan tâm không? Thôi. Thì từ từ mình sẽ phải gia đình ví dụ như là ba mẹ các bạn lớn thì đa phần là khoảng 50-60 thì được tổng phát rồi. Các bạn sẽ thấy ba mẹ các bạn sử dụng thường xuyên lắm. Thì nếu mà các bạn thấy là cái thuốc bên tay dùng chèn canxi đi, amlodipin đi, siêu rẻ tiền có 1.000, 1-2.000 dùng cho hàng vậy gia đình, những người mà khó khăn có thể kết hợp. Nó liên quan kinh tế ở Việt Nam nữa, còn dù như là những cái ức chế vận chuyển cũng thể, bởi vì nó có nhiều nghiên cứu nó chỉ ra những cái chuyện là giảm tỷ lệ tử vong rồi cứu thế cho những này bệnh kia, bởi vì nó mắc. Thì các bạn có tiền thì xài brand name, còn không có tiền thì xài generic, đúng không? Thì thường là nếu mà bệnh nhân tùy các bạn có các bạn đi làm ha, ví dụ tùy cái biến này, các bạn ngoài cái chuyện là chỉ định dựa trên cái bệnh, còn mình phải nhìn được cái chuyện là bệnh nhân người ta có trải được chuyện đó không. Ví dụ như là nhà chầu ở vô người ta cho cái viên âm cái chế đẹp cái xi si, ha, âm radipin 30.000 một tháng, ta nhìn bác sĩ nhìn thấp cho người ta xài những cái giống như là ức chế chèn cụ thể ăn cho tân xin một hộp các bạn có 300.000 4-5 mắc hơn ha, người ta là khoảng. No, no. Nó còn tùy cái chuyện đó nữa ha bạn. Rồi đây là cái bảng cho bạn học nha. Bây giờ bảng này cho một trong những cái bảng chúng ta phải ôn. Cái này chúng ta không phải nhớ, cái này ôn. Này nhớ thành lòng luôn ha. Đến khi nào có ghi lại mới thì thôi chúng ta bỏ. Thì giờ đầu tiên là nếu bệnh nhân được chúng ta tăng huyết áp sau 3 lần cao huyết áp nha, hoặc là sau 2 lần một cái áp có cái mà bệnh nhân có cái nguy cơ tim mạch cao hoặc rất cao mà mình cũng nâng cao cái áp, sau đó mình sẽ có cái ngưỡng điều trị. Thì nếu mà có cái ngưỡng điều trị rồi, nếu tăng cái áp được 1 thì mình phải dùng đơn trị liệu, tăng cái áp dùng đơn trị liệu chống nguy cơ thấp.
đối với lại nhóm tăng huyết áp độ 1 mà có nguy cơ trung bình cao hoặc rất cao thì người ta khuyên là nên phối hợp hai thuốc luôn. Ví dụ như là bệnh nhân có cái có nguy cơ mặt tùy một cái cấm cơ mặt, ví dụ cái người đó có thiên về cái chuyện là bệnh nhân sẽ có cái chuyện là đường đái tháo đường, bệnh nhân có rối loạn nhịp nặng glucô thì đừng xài cái đừng xài chuyện cái tay, bởi vì nó có nghiên cứu nó nói là tăng nguy cơ thì đã đường mới, phải đã đường mới chẳng hạn vậy. À, đi sau vô mình sẽ biết được. Còn ví dụ như là lỡ mà chỉ có hợp hai thuốc ha, nếu mình nhân có cái bệnh nền sẵn rồi thì mình cần bệnh tình cái này. Rồi bệnh tình thì các bạn nhớ là bệnh tình bây giờ thì nó có hai, nó sẽ học bài này ra thì mình sẽ có hội chứng bệnh cấp và hội chứng bệnh mạng. Cái này ý là nó là hội chứng bệnh cấp, chủ yếu cấp tức là ví dụ như là nhồi máu cơ tim, tổn thương được không chứ? Chúng ta nhồi máu cơ tim tăng lên hoặc là không tăng lên ha. Và đó là không ổn định thì những cái trường hợp đó thì chúng ta có ưu tiên sử dụng cái chạy beta kết hợp với lại với cái vận chuyển hoặc thì cụ thể, bởi vì nó có nghiên cứu là làm giảm cái cơ tử vong của bệnh nhân. Còn hội chứng bệnh mạng ha, cái chuyện đau thắt lưng ổn định thì cái chuyện là chạy beta chỉ là giúp trị chứng giảm đau thắt lưng thôi, còn chúng ta phải sử dụng là phải sử dụng cái vận chuyển ha. Vậy nó chi tiết vô thì là như thế này. Khi mà chúng ta kết hợp hai thứ này rồi mọi người chưa ổn, chúng ta kết hợp tiếp theo là chạy canxi, được chưa? Đúng là được thành phần ha. Rồi các bạn sẽ thấy đa phần các chế bệnh viện với lại chạy cụ thể đúng không? Từ khi nào nó có giống chỉ định cứ theo CT thì cũng vậy thôi ha. Các chế bệnh viện với chạy cụ thể có thể cộng với lại chạy beta rồi kèm theo là kiểu khác testosterone khi nó lỗ tông á, trong trường hợp bệnh nhân có CT có dạng phù có đặc biệt là phù nổi phù chi dưới phù thấp ha. Lợi đi qua trường hợp ví dụ ha, lợi đi qua thì tiên hơn cho bệnh nhân có suy thận. Rồi đột quỵ thì đa phần nghiên cứu bây giờ các bạn thấy là lợi tiểu ha, lợi tiểu thì nghiên cứu có thấy là ở cái bệnh viện cần có lợi tiểu có lợi giảm cơ ở bệnh mạch vành này nè. Thật ra ở bệnh mạch vành đó quay lại chút xíu là ứng chế bệnh chuyển nó có lợi ưu thế hơn có lợi chạy cho tăng sinh, bởi vì nó được mình qua cái cơ chế ha. Thì đa phần người ta không sử dụng chạy angiotensin ở trên bệnh nhân bệnh mạch vành, bởi vì nghiên cứu gần đây ta thấy là cái chuyện làm tăng cái nguy cơ hơn. Cơ chế là cái chế bệnh chuyển thì nó sẽ làm cơ chế chuyển angiotensin là khác rồi. Ngoài ra nó còn liên quan đến bradykinin nữa, các bạn thấy bệnh nhân tại cái chế bệnh chuyển hay ho nghe thì nó lùi bù chưa hay là những khái niệm của cái anh nói thì các bạn thấy nó quen thuộc nó lùi bù. Mới hay là cũ? Có hai nghề chưa? Ví dụ như là cái bệnh chuyển nó liên quan đến bradykinin chẳng hạn. Giờ nó bradykinin ở dưới nó không hiểu bradykinin là gì, ngồi cũng chưa. Bradykinin là cái chất gây giảm mạch gây ho á bạn. À lên chúng ta sẽ có cơ chế của nó. Thì cái bradykinin nó gây giảm mạch bằng nó làm giảm nguy cơ tử vong hơn so với lại giảm mạch cái bệnh chuyển thì nó chặn trực tiếp cho cái chạy cụ thể angiotensin, nó chạy trực tiếp cho cụ thể angiotensin, không đi qua con đường của bradykinin, nó ảnh hưởng như vậy, bởi vậy làm tăng nguy cơ về bệnh mạng. Đó là tổng hợp nghiên cứu mới rồi. Bệnh thận mạng thì nó có chế bệnh chuyển và chạy cụ thể ha, nó có thể kết hợp với lợi tiểu. Rồi đái tháo đường chúng ta sẽ thấy ở đây không có cái thằng chạy beta ở đây ha. Chạy beta chỉ được khuyến cáo trong trường hợp là có dụng như là có chỉ định của bệnh mình hoặc là trường hợp của CT. Rồi trong trường hợp chúng ta có hợp hai thuốc, chúng ta lựa chọn hai thuốc trước, ví dụ như ức chế bệnh chuyển hoặc chạy cụ thể angiotensin kết hợp với lại cái canxi hoặc là tiểu. Sau đó nếu mà không được thì chúng ta kết hợp ba thuốc và tiểu với cái canxi luôn. Trong trường hợp nó không có đúng chỉ định như vậy. Rồi nếu mà dùng như là ba thuốc sau 3 tháng không có định bắt đầu lên tháng, cho ta thêm cái lượng như là kháng và liệu kháng testosterone. Mà thường lúc giai đoạn này rồi bệnh nhân nó cũng chắc là nó cũng chuyện là có một tí là kèm theo rồi học của truyền mình thì mình ôm cái này rất là nặng cũng mệt. Thật ra tôi thấy nó thì học cố vô mình ôm cái bệnh nặng đó cái lợi cái ích mình, tại vì không phải là mình không muốn điều trị mà cái cơ sở vật chất của mình nó không cho phép. Dù bệnh nhân đang nằm ví dụ một phần testosterone nó có suy tim cấp rồi ha, bệnh nhân đang nằm nó nguy cơ khó thở cắt, cái cơ sở vật chất tôi không có tiền làm gì đâu, không có hỗ trợ mình ôm những cái bệnh nhân này thường là nó không có lợi cho mình lắm, thường mình sẽ nên đứng chuyển cái tuổi.
những cái giai đoạn này rồi thì mình học viết lý thuyết thôi, người ta sẽ sử dụng gì thôi, chứ còn ra tùy cái điều kiện các bạn, không phải là sắp cứ giữ hết. Rồi thì học xong cái bảng đó thì nhớ là cái bảng là chống chỉ định. Các bạn thấy tôi có ba thuốc để sử dụng rồi, từ nhá, từ một đống thuốc rồi còn lại có năm nhóm thuốc chính nha. Và từ trong nhóm năm thuốc chính đó, ta sẽ có cái tam giác ba thuốc để học. Và chúng ta có thể xài bất cứ thuốc nào có ăn gì không cãi được, ta coi chống chỉ định không, đó là một trường chống chỉ định là những cái điều gì vậy chứ nha. Ví dụ như là bệnh nhân có hen mà hen cho chuyện người ta cho nè, rồi bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa để em nói ha, đó là chuyển hóa là không nạp glucose làm tăng như tăng cái nguy cơ mắc mới đái tháo đường của bệnh nhân không nạp glucose ha. Rồi chúng ta chạy bên tay chẳng hạn, rồi bệnh nhân suy tim chúng ta cho chạy canxi chẳng hạn ha, nhân suy tim thì đây là chống chỉ định tương đối của thành phố ha bạn. Còn cái tác dụng phụ là khác nữa, tác dụng phụ là khác, tác dụng phụ thì mình có thể cân nhắc mà là chống chỉ định rồi nó không sai. Đối với ung thư mang chuyển thì nó khá lành tính, nhưng mà vẫn có một số cái anh vừa rồi mới thấy trên Facebook á, anh mới thấy có một số người ta đăng lên cái chuyện là phù mặt, phù mặt anh đúng không? Bạn này cũng thay đổi tốn nhiều á, phù cái lưỡi lên mặt, phù cặc cái lưỡi lên phù mặt thì angio tức là ma mặt, nó làm co thắt hao mặt, làm cho cái dạng phù tăng kali máu thì em nói rồi, tăng kali máu trường hợp bệnh nhân xài hai cái này mà bệnh nhân nó liên quan đến cơ chế biến liên quan qua đường nhất là aldosterone luôn, thì liên quan qua đường có aldosterone này để làm tăng kali máu ha. Thì trong trường hợp ví dụ như là bệnh nhân đang xài chúng ta theo dõi kali máu, rồi bệnh nhân có xài cái bệnh nhân có cái đồ ăn uống nó khi ví dụ như là chuối chẳng hạn, chuối rất là nhiều kali luôn. Rồi thì chúng ta sẽ vô cái nhóm thuốc chính, cố gắng nói với các bạn đi sớm. Không nghe nó phúc hả? Thật ra cái chốt là những cái quan trọng của chúng ta có được của mình nhiều lắm. Thì tôi cũng thấy là canxi, chạy cho canxi thì cơ chế của nó các bạn học sơ sơ, các bạn hiểu thôi, nó là cho những dạng cái dòng canxi vào nó vào cơ đang nghe giải mặt. Canxi là nhóm nhạc thôi. Nó có hai nhóm, một là cái nhóm bilirubin và cái nhóm còn lại nó gọi là nhóm bilirubin, nó có nhiều lắm. Và nó có hai thuốc mà sử dụng trong bilirubin là VAW và VGTN, là những cái hàng sử dụng trước. Còn những cái nhóm khác sử dụng. Còn cái nhóm bilirubin này thì thế hệ 1 nó là nitrobilirubin. Mỗi cái thuốc nó có một ưu thế riêng của nó các bạn. Mặc dù nó là thế hệ 1, thế hệ 2 của nó thì thế hệ 1 nó đi vô giảm mặt. Và nó có liên quan đến cái chuyện là tăng cái chuyện là nhanh. Bởi vậy cái chống chỉ định của những cái điều này. Thế hệ 2 có clorolibin và những cái thuốc khác anh dùng như là clorolibin ha, ít tác động lên cái cơ tim không nha, cũng có tác dụng lên bởi vì có chỉ định rồi giảm mặt trọng lọc hơn và có thời gian nó kéo dài hơn, bởi vì chúng ta cần xài cái clorolibin, các bạn thấy nó xài nó kéo dài hơn ha. Nhóm mà non clorolibin các bạn sẽ gặp trong bài điều trị suy tim hoặc điều trị mặt bằng ha, chẳng tại vì nó liên quan đến cái việc là làm chậm suy tim rồi. Cái thuốc này chuyển hóa bằng gan, mình có thể sử dụng những thuốc khác. Đây là các bạn thấy cái bài thuốc rất là nhiều ha, thì bạn anh đi gom lại các bạn những cái thuốc mà hay xài thôi, ví dụ như là non-pyrimidine ha, diazen, diazen, các liệu hay sử dụng, rồi amlodipine, amlodipine thì mình cũng hay sử dụng ha, rồi amlodipine, amlodipine chẳng hạn. Thì tác dụng phụ của nó là gì? Ví dụ các bạn thấy là thuốc này hay xài đúng không ạ? Ở khi chúng ta đi khám thực thì hay là những cái vùng xa, sâu, xa, thuốc chế men chuyển, thuốc điện tử là cái chuyện người ta mà mặc dù cái viên có 5.000 là gì cũng không mất lắm, người ta cũng không đi mà xài những cái viên rẻ này thôi. Thì cái xài đó các bạn, vô bệnh nhân ta hai bệnh ha, chủ yếu ta cũng phụng ta xài nhất là amlodipine cho cũng phụng cho mình hay nghĩ đến chuyện như là có phải là cái thuốc không mình đi thuốc trước, cứ đừng khi tìm hiểu được rồi đỏ phần mặt, da giải mặt các bạn, rồi giữ thì nó phát ban. Những hai thuốc dưới thì nó xài hơn, trong thì chỉ giảm huyết áp đơn thuần nha. Rồi ưu tiên mang chuyển với chế đường thể, chạy đường thể thì mình nhìn cái sơ đồ này đối không? Không có gì đối thì giờ đơn giản thôi, tức là thận nó tiết ra một cái khi mà cái nồng độ muối trong máu nó giảm và cái tuyến máu thận nó giảm thì nó tiết ra một cái chất gọi là renin ha. Renin dưới sự
nó sẽ chuyển hóa cái angiotensin của gan thành angiotensin 1. Và angiotensin 1 này nó dưới cái men là men acidic, men sẽ đi qua những cái thuốc cái men chuyển chúng ta thì nó sẽ chuyển hóa angiotensin 2, và chính angiotensin 2 nó có tác dụng một đống tác dụng, ví dụ như tác dụng là lên hệ giao cảm, tác dụng lên cái aldosterone ha, tác dụng lên thánh thần và tiết ra aldosterone ha, rồi tác dụng lên và tác dụng mạnh nhất của nó là cái co mạch, co mạch thì nó gây ra cái chuyện là tăng huyết áp. Rồi bởi vậy chúng ta sử dụng những cái thuốc ví dụ như là ức chế men chuyển, nó ức chế cái men chuyển hai sợi dây này nè, chúng ta ức chế cái men chuyển này được chưa? Còn ức chế trực tiếp hệ thần kinh thì thuốc này mới mắc tiền, không có Việt Nam hội mặt. Và cái thuốc thứ ba là cái thuốc chạy cụ thể angiotensin, thì nó trực tiếp vô cụ thể của angiotensin. Mình có hai cái uống thôi, chứ mình chịu bệnh cụ thể. Các bạn nhớ cái cành cây này vậy nhớ rồi hả? Nhớ cái chơi của nó chưa? Thì cái thuốc chơi này chúng ta sẽ thấy là nó có liên quan đến cái thì cái men thuốc chế men chuyển là mình cũng muốn chuyển hóa cái bradycinin, nó làm ta làm thay giá cái bradycinin, là có vấn đề gì khi mà ta xài cái men chế men chuyển này, cái enzyme này nó mất thành cái enzyme này, nó sẽ ảnh hưởng là tích tụ lại creatinine và gây tình trạng ho. Đây là ức chế men chuyển ha, đây là con đường chính của nó. Thì toàn bộ những cái hình này là lấy từ cái cuốn mà cuốn cho bề mặt đó. Thì tác dụng phụ của nó, tác dụng chính của con đường của nó là chính là đây. Và con đường dạng con đường mà mặt hai này nó có thể có tác dụng nhẹ về là tiểu. Nó có thể qua con đường qua cholesterol là mang kali như mình nói ha, và nó có thể qua con đường giao cảm. Ưu tiên thì các bạn thấy cái vận chuyển và chạy cụ thể thì nó khá là lành tính và nó khá là sử dụng nhiều trong nhóm đây trên đa phần nhóm bệnh nhân đái tháo đường và thận mạng, trừ một trường hợp hồi nãy mình nói ví dụ như là bệnh nhân có tăng kali hay là bệnh nhân có hẹp hay là thận mạng hay là thận hai bên cắt cái dụng, nó to, nó làm giảm cái máu để cắt cái mình cắt rất hiệu quả những cái trường hợp mà cơ chế mà liên quan đến nhiều muối, rồi bệnh nhân nó có tương tác với lại enzyme ha, và có tiêu quý thì nó có sơ đó, cơ chế vận chuyển thì cơ chế là ở đa phần nó khá giống nhau, chỉ là trong trường hợp cái chương trình chuyển nó khá rẻ hơn so với lại cái chuyện cụ thể, thì đa phần là xài cái chuyện cứ chương trình chuyển trước, nhưng mà thực ra nó lại gây ra cái chuyện là ho, thì khi mà có ho thì đa phần người ta lại chuyển qua chuyện cụ thể, không có gì hết, nếu có tiền thì xài luôn cho chuyện cụ thể, không có gì, thì giá nó hơn chứ là nó mắc hơn thôi. Còn khi nào có chương trình chuyển nó có lợi hơn cho chuyện cụ thể, cái trường hợp mà mình nó qua cái cơ chế là nó đi chạy mắt, và cái thứ mới là cái cái hiện tượng đảo ngược giữa khi mình chuyển và bệnh gì đó em ai là em bóp lên đi ảnh hưởng của khi mình chuyển tinh nhỏ lên đi rồi tác dụng phụ thuốc thì thường họ không hay xài các tuyến ở đâu, tại vì tuyến cái thời gian bác sĩ nó ngắn thì các tuyến thường sử dụng trong trường hợp chúng ta điều trị cái tăng huyết áp cũng chưa như các bạn. Thì chúng ta có hai loại tăng huyết áp cơn, tăng huyết áp cứu và tăng huyết áp cũng chưa, nó có cứu rồi thì chuyển qua bệnh viện đi, tại vì nó có tổn thương cơ quan đích. Tăng huyết áp cứu trong trường hợp huyết áp, tăng huyết áp cơn trong trường hợp bệnh nhân thì sao? Huyết áp trên 100, không chưa nha. 80 và không chưa bạn. Không chưa nó dễ chết, cái này hỏi từng đối cách. 120. Việt Nam là 120, còn có tới SC là 110. Tại vì sao? Tại vì Việt Nam không biết sao dịch ra mà nó bị lỗi cho đó. Tức là đơn thuần là tăng huyết áp của 3 thôi ha. Tăng huyết áp của 3 tức là trên 130 và trên 110 ha. Nhưng mà cái cành cây này mình học nó tự nhiên nó đâu ra trên 20. Thì ha, thì trong cơn tăng huyết áp thì nó có hai cái là tăng huyết áp khẩn cấp và cấp cứu, dùng từ cấp cứu tức là nó có tổn thương cơ quan đích chính trị, ví dụ như là bệnh nhân bắt đầu vô cơn đột quỵ, bệnh nhân có cơn đau ngực nhưng có tổn thương khẩn cấp thì mình làm ơn ví dụ như là ở cái cố bạn á có một cái gì đó thì nếu có tốt một cái tài dụng mình hạ huyết áp từ cái mặt mình xài không có mình phải xài những cái thuốc mà nó có tác dụng thời gian ngắn, cái nhóm là
tăng gan bình thường á, tức là không có tổn thương cơ quan đứt, tăng gan nó cao vậy rất nhiều các bạn. Bệnh nhân nằm trong bệnh viện của chúng ta rất là nhiều, rồi thấy thấp thì phải làm nóng. Đứa này bị tắc. Các bạn nằm mở lên được chưa? Là chạy đau ta, da cảm thì
ta có những thuốc chúng ta sử dụng trong trường hợp mà bệnh nhân có kèm theo bệnh tật chẳng hạn, có mấy cái thuốc sử dụng chính thôi, ví dụ như là isoprolol này, rồi metoprolol này, nebivolol này, và những cái hay xài. Còn ngoài ra các bạn có thêm đóng những cái dưỡng chặt ven vô những cái hormone đó. Anh giới hạn nói cho các bạn rồi, những cái này mình xài thôi. Thì nguyên tắc mình đã xài với người ta thì mục tiêu của mình không phải là giảm huyết áp nhiều đâu, mà mình tránh được cái bệnh kèm theo được cái bệnh tật. Mục tiêu của mình là mình điều trị cho cái, là đánh được cái nhịp tim mà, điều trị cho những cái nhịp tim này. Thì có cái thuốc u nó cái xài nó khó lắm, thì mình xài bằng cái cách là các bạn xài thì rất thấp thấp, ví dụ cái solo các bạn vẽ đầu tiên 2 năm, sau đó các bạn chỉnh được liều, sau đó các bạn cũng giảm huyết, cái tăng huyết thanh bên tăng. Là làm sao mình ra được cái nhịp tim trong khối u là khoảng 60-70 từ trường hợp bệnh nhân được bằng như này. Rồi thì đó là những cái giới thiệu sơ qua năm nhóm thuốc chính, tôi nghĩ chúng ta qua 3 nhóm thuốc rồi. Thì các bạn thấy là tình hình dịch tễ Việt Nam thì từ bài nó có thể truyền thống rồi. Bài cái hiện tại các bạn thấy đó, dịch tễ Việt Nam là khoảng 20% người sẽ là không có hết ngày 29 thôi. Của thu là tiền xếp thì là 20% người trưởng thành là có tăng huyết áp, nam giới nhiều hơn nữ giới. Trong số đó các bạn thấy đó, là 43% người ta biết tăng huyết áp không, tức là cái chuyện chúng ta phải tầm soát và rất quan trọng. Bởi vậy chương trình tim mạch quốc gia, chương trình của tăng huyết áp quốc gia của mình thì tầm soát chính cho mình, ta đi khám như bệnh viện các bạn thấy đi vui vẻ thật ra là tầm soát huyết áp, tức là cố gắng tầm soát và quy quy trình nhân khám. Trong số mà bệnh nhân tăng huyết áp chỉ có được 1/3 là bệnh nhân có điều trị, nhớ bạn, chúng ta điều trị rất thấp nhớ bạn. Ở Việt Nam mình cái chuyện bệnh nhân không được điều trị huyết áp rất nhiều, bởi vì anh thấy cách đây khoảng 5-10 năm mới thấy họ hàng mình, 50 tuổi mà, tại vì có liên quan công an nhậu nhiều, vô tâm huyết áp làm gì được vậy không, rất là nhiều bạn đã không biết điều trị huyết áp là gì luôn, mặc dù chỉ được rất công tác gọi là công an không, tôi cũng không biết. Rồi trong cái số đó thì chính khoảng cả 10% là đạt giá mục tiêu hả bạn? Thì cái nguyên nhân của đạt giá mục tiêu là gì? Nãy anh nói là không tuân thủ điều trị. Bởi vì ta thấy cái thuốc huyết áp nó rườm rào, cái thời gian đầu anh cho ba cái thuốc huyết áp nó cũng không chịu, nó là gì chết có số và cái gì mình cũng khó mà tiếp tục lắm. Cái thói quen mới là người ta phải uống thường xuyên hàng ngày, sáng ra anh phải đến mức mà anh làm việc về các bạn chỉ thích một bệnh nhân, chứ còn mà chỉ dùng cho thuốc quanh người ta không quan tâm người ta về uống đâu bạn. Và khuyến khích dụ như là mua những cái hộp để ra riêng ha, mỗi ngày cũng bao nhiêu tiền hàng, có những cái bạn cái hộp đó họ tiêu thụ nó vô rồi nhắc bệnh nhân uống, tạo một cái thói quen để người ta xài. Ngoài cái việc chuyên môn ra mình còn phải biết thêm những cái xung quanh vậy đó, để cho bệnh nhân người ta được điều trị. Thì chính như vậy nhân không được điều trị mới đưa ra cái chiến lược là kết hợp uống, là bây giờ làm sao mà giảm cái việc bệnh nhân được uống nhiều quá, giảm cái số lượng bệnh nhân uống lại, bệnh nhân sẽ dễ nhớ hơn. Đó là cái chuyện về kết hợp hai thuốc loại này đâu. Thì người ta lại thấy là những cái thuốc đưa ra kết hợp hai và ba thuốc đó thì sẽ làm cho giảm huyết áp tốt hơn. Thì ngoài cái việc mà những thuốc dịch tễ thông số thì ta có thấy cơ chế của nó được thường chẳng hạn như là chúng ta nhìn về tiểu, chúng ta nhìn về tiểu để làm giảm cái nồng độ natri trong máu. Cái đó là cái kích hoạt của đề nhiên thăng, là con đường lại là kích hoạt cái chuyện là bệnh nhân lại có cái tăng huyết áp. Cho nên là dùng thêm những cái thuốc khác, dụ như là thuốc chế thụ thể, là diện ở chế bệnh viện là diện thụ thể ha, kết hợp vô là thấy những cái chuyện kết hợp lại sẽ tốt hơn. Do đó thì nãy là có cái cành cây trong cái sơ đồ của khuyến cáo á, là bệnh nhân tăng huyết áp độ 1 nhưng mà nguy cơ vừa cao rất cao là điều trị hợp thuốc luôn, hai thuốc luôn hả bạn. Giờ là kết hợp hai thuốc luôn, và chúng ta sử dụng cái loại thuốc mà nó kết hợp cho một viên luôn, không phải là mình dùng thuốc này xong rồi dùng thuốc kia luôn, thời điểm khác nhau nha. Chúng ta thấy này, đây là cái gì nhân tuân thủ điều trị tốt hơn. Thì thật ra thì các bạn có thấy là cái cơ chế của nó hả, nó liên quan đến một cái là thần kinh nội tiết với lại cái một cái bên là thể dục, cái là giảm mạch ha. Thường mình sẽ kết hợp hai cái lại với nhau cho một loại thuốc. Ví dụ một số các thuốc mình ta hay sử dụng, thường như là cái này brand name nó rất là mắc các bạn, chỉ là giới thiệu thường như vậy. Ví dụ như là cái gì chú thuốc, người ta sử dụng cái nhóm thuốc brand name, tức là cái thuốc mà dùng trên chú, sau đó khoảng một thời gian sau đó cái thuốc brand name nó hết hiệu lực thì những thuốc khác nó sẽ làm trước vậy, là thuốc generic, anh chỉ giới thiệu thuốc brand name thôi. Ví dụ như cái cannabis ha,
là tên sản phẩm kết hợp với lại dialit là liệu, nó có liệu. Rồi thuốc này cách xài hơn cũng đâu mà biết sao, ví dụ như là valibin kết hợp với ba sản phẩm như này. Rồi cái ví dụ như là nãy anh nói ha, covaxin á, covera đó là gì ta, valibin kết hợp với lại amlodipine ha, cái này hay xài nhất là thì thường thì là sẽ kia cái chính hãng sạc kia sẽ tài trợ cho cái gai tai có là cái xin. Thực ra những cái mà khi mình đi thấy mình thấy là nó có liên quan đến cái những cái liên lạc với nhau, nhưng mà ý chuyện mà cái thẩm đó thì đây là gai tai thì nhớ là một viên ha, có hợp hai thuốc, là bước thứ hai là có hợp ba thuốc trong một viên. Thì nếu mà không được đó thì thêm cái lợi nhuận cạnh tăng quát thì có thể thêm ghi tăng quát thì có thể thêm siêu đô nó không. Thì đến nay hiện tại thì thấy là cái thời gian của mình tối đa rồi. Và cái thời mà anh đi cái thời gian tập một cái thuốc á, bắt đầu sẽ có những thuốc mới là cái thuốc bốn thuốc, tức là những cái thuốc thuốc kia sẽ tăng âm đo đi viên và thuốc là tiểu và cái thuốc cho chúng ta cũng thuốc nhiều. Thì cái thuốc này chưa bắt đầu nè, cái thời đi là chỉ có biết chuyện là cái thuốc đề cương đó. Và cái ông giáo sư rất là trùng thăng, rất là nể, là ông mắc của ông kế ra thuốc, kế ra kiếm nghiên cứu lại tay. Thì bố này sẽ nói, ví dụ như là chứng minh cái chuyện là cái thằng bốn thuốc này có hiệu quả hay không trong một viên nha mày. Tiếp theo là tăng huyết áp nặng, có nói là phát hiện tăng huyết áp nặng thì nó liên quan đến cơn tăng huyết áp. Thì đây là cái sơ đồ của tăng huyết áp, chúng ta đọc thêm chắc anh không hỏi gì đâu. Nếu chúng ta biết được định nghĩa của tăng huyết áp, cắt cú là gì, tăng huyết áp thẩm trương là gì, mình dùng cái từ là thẩm cắt nhé mày, thì nó cắt cắt liên quan nhau. Cắt cú là có tổng cơ quan đích, tổng cơ là không có tổng cơ quan đích. Và cái lượng của nó là 100, của Việt Nam là 180 lá trong khu và 120 lá trong khu. Ok, không, không tổng. Còn ngoài ra thì thật ra những cái cú cũ có những cái từ khác, ví dụ như là tăng áp ác tính. Tăng áp ác tính tức là tăng áp độ 3 thì nó kèm theo cụ gây thị. Thì cái đó mình đã chuyển sâu rồi, mình không cần nhớ những cái nghĩa của cơn tăng áp. Đây là cái bản cái này là của Việt Nam, của Hội Tâm Việt Nam. Cho biết nếu mình chia qua con đường của tăng huyết áp cấp cứu thì ta nên chuyển thành ta có thể xử lý cấp cứu tại thời điểm đó, còn tăng huyết áp tập trung ta sử dụng những thuốc tập trung ngay điều trị tối ưu hóa cái liều hoặc là sử dụng những thuốc ngắn để chuyển tăng huyết áp tại chỗ. Thường gặp lắm các bạn, tăng huyết áp tập trung rất thường gặp nha. Các bạn sẽ thấy người ta tự nhiên ví dụ người ta ăn cái gì táo bón hay thứ khác hàng vậy dễ bị lắm. Thì đây là một số cái lời chốt lại của bên phần phòng dạy. Ví dụ như là chẩn đoán tăng huyết áp thì dựa vào cái ngưỡng thì nó giống 2.5 buổi trưa hoặc buổi đêm rồi chúng ta sử dụng mà tại nhà chúng ta có thể chẩn đoán uống 3 tăng huyết áp mà sự giấu và đánh giá là tốt hơn là phải học cơ rất quan trọng, nhưng mà không có điều trị cái chỉ định điều trị nó khác nhau đối với lại cơ. Rồi cái điều trị ta là liên quan đến nhà không, có một đại nó giữa là có cái và cái cái theo là đó cái chứng gì đó ta muốn chứng gì đó nhóm mà tăng cao mà có cái đó tăng cao nhóm cơ cao tăng cao độ một cũng cao cũng cao cao rất cao, độ hai trở lên là chắc chắn rồi. Rồi ở đứng huyết áp là trước tiên là dưới 140/90. Nếu mà mình dung nạp là 130 là sẽ tạo nguy cơ đó. Chúng ta có 5 nhóm thuốc chính, cái này dễ bị khỏi. Đây là tóm tắt rồi. Chúng ta có 5 nhóm thuốc chính. Lời tiểu, chế điều trị, chế thụ thể, chế canxi, chế vi tăng. Rồi ta sử dụng phác đồ đơn giản, ví dụ như là phát triển khoảng chứ sẽ kết hợp với lại canxi. Rồi sau đó chúng ta có thể kết hợp với lại canxi. Và cái cuối cùng là cái khuyến cáo, chỉ là khuyến cáo thôi. Tùy vào lâm sàng, nó có một vài những lâm sàng thì các bạn sẽ thấy là một lời khuyên cái tinh thần mà các bạn đi làm đó. Thì các bạn đó, các bạn phải đến cơ sở y tế. Như các bạn có một khám, một nói là các bạn làm chủ. Các bạn đi đến cơ sở y tế thì là khi ngày xưa mà ông anh thằng anh của anh nói là đi theo những cái mà đàn anh này chị đó, mặc dù không giống cây lai hay là cái gì mà cái đó là cái
cái nội bộ của cái bệnh viện cơ sở ta làm thì có khó phá mà. Ví dụ vô thấy hệ thống cuốn này mới lắm, cái sai chỗ này khó đâu quá bệnh viện. Tại vì cái đó nó phải không xử lý cho của mình rồi ha. Ngay cả cái việc nó cũng truyền cũng vậy, các bạn thấy là những cái vùng đó người ta xài cái cuốn gì nó cổ vậy, cái máy cuốn gì nó bắp vậy, thực ra nó có cái lý do trong đó không sao. Cái không có tiền đâu để xuất được. Bởi vậy cái lai cũng là cái lai mà khi đến cơ sở các bạn làm, các bạn nên tìm hiểu cái phần chúng ta làm trước, học đó trước đã. Bây giờ có đường thức mình ra mình cắt ra. Rồi, đi học có gì? Đi học có gì? Quay lại cái sơ đồ rồi. Quay lại tí. Vậy là thì cái này đúng không? Ừ, nãy nó này rồi. Nhưng mà chị cũng không được điều trị. À, giờ quý vị không hỏi nhiều đâu. Chỉ lại là khoảng 7-30 giờ. Chỉ là mình đã bị án. Đó, các bạn nhớ như là đi qua đến 3 ngày không thì học thôi. Còn 3 ngày khó khăn là được. Chào cấp 3. Một yêu nhiều một số người bạn nhé. Đặc biệt thì phát hiện đó là tư là bổ. Rồi bài thuốc nó có 3 bài. Thật ra cái này á, chỉ mà câu đặt thì là bài thuốc thì nó rất là thống nhất ha. Ví dụ như là cho cái cuốn sách của Trung Quốc thì thấy mọi người khác thấy thấy cái đầu tư đánh giá thì đa phần là thầy đúng rồi, ví dụ như là thuốc. À, đó đấy là chính là thầm về chuyện đúng không? Lấy một vị là chính là một vị hoàn toàn. Trong trường hợp ví dụ như là nó có đá đường thì cái chi bá, cái thầm cái chi bá thì nó có đá cái thầm đường huyết của nó có. Nghe là hư ha. À, các bạn nghe lâu lâu không biết cái bệnh gì đâu. Thật ra mình cố gắng mình không có đi qua những đơn vị đây đi, nhưng mà đôi lúc có những cái mà mình kết hợp. Rồi căn bản đầu tiên thì mình sẽ có cái phát triển đó là một căn tiền chương. Thì cái bài thường là bài chuyên ba câu là đồng. Thật ra cái này chúng ta theo cái quy định của học của truyền mình, cái khổ văn của học của truyền mình thôi, chúng ta sẽ lên trên tú thấy. Đồng hấp thì cứ đàn phải bán chọc, chung quanh cái này thì là bán hàng tuần ba tay. Còn có thể dưới nhà cho không hỏi, tại dưới xài là hãy sẽ vô duy thư rồi. Cho nên có phụ, có phụ phụ, cho nên có giống như là trường hợp bệnh nhân bị suy tim hay là bệnh nhân bị nặng cho trong cái viện thì căn bệnh ung thư các bạn học có cái triệu chứng hay chủ yếu là chúng ta thấy là có thể là thể ung thư và nó đi qua cái thận là chủ yếu, thận thì nó đi qua cái hàm dưới này thì khi mà cái đó là cái cái tinh thủy hàm thì nó đi qua cái ví dụ như là thận rồi khi mà cái âm thư nó sinh ra nhiệt thì các bạn thấy nó có điều kiện gì đâu, tâm lý nhiệt nó là một cầu khác và có thể nó vẫn là thận hư, nhưng mà bạn mặt nó vẫn là thận hư và không có hữu lực khác đó là cái bài thuốc cái đó thì nãy mình nói rồi thì lấy những cái bài đột quỵ thì con gái các bạn lấy những cái bài đột quỵ á thì đa phần là các bạn điện sơ hóa bài sơ chặt cả ứng dụng cái liều của các bạn không biết mà nhớ đâu. Theo là sinh trùng ở trung gian thì cái cặp của nó là đơn vị và cặp linh liên quan đến là hoài sinh và cặp linh ra thì nó liên quan đến tiền thấp gan thận tỳ và chúng ta có thể thêm những cái thuốc ví dụ như là hoa phong thái tử huyết khoan gan đi cùng thì đây là bài thì cũng thì anh cũng thấy nó dễ xài các bạn.
không biết thế mà phải pha với uống hay là đi trà lớn tuổi mà các uống trà thấy những cái bài đã kiểu trà uống vậy trà thì các bạn thấy nó cũng có màu đẹp đẹp không? Ngoài cái việc điều trị được thì cơ còn có cái màu nó mới được mình đó và cái tử là cái hoa bỏ vô rất là đẹp thì thấy cái bài ra trường làm một cái thường mình ta sẽ thứ nhất là làm thì ở đây là cái tư lượng dưỡng thức là bốn mươi mấy bạn quả cái gì đó tôi nhìn cái sinh ra đó là cái học không có nhiều quá thì cả cái học không có nhiều quá thì các bạn thấy ra đây các bạn học học ba mấy bài đi tìm học rồi cái học hư đó tôi chết à tôi táo mà thì có thể thêm một cái ví dụ như là bệnh nhân bệnh tim mạch và một thứ là trường hợp ví dụ như là bệnh nhân có cái tình trạng là cái thứ cái chu kỳ hạn tức là bệnh nhân có cái tăng trong người bệnh không tí á có thể gia thêm cái này đang xong và đưa quy vào qua đây bạn có thể gia thêm còn nếu mà có thể mà âm hư mà nó liên quan đến phương diện cái gì đó bỏ cái gì cũng đi hành sẽ thêm những cái việc mà thành gì ví dụ như là chi bán ha, đổ vào bài chi bán. Nếu mà sẽ có liên quan ví dụ như là không nó hư mà nó cặp cái tâm rồi, có thể chuyển qua ví dụ như là mất nhiều quá, ví dụ bài cái tu không nên anh là bị ngủ nhiều hả? Anh bị mất ngủ. Anh chạy cũng không có tâm cơ mất ngủ. Ủa anh không nghe thì anh mất ngủ. Tâm ngủ không cao. Có thể thêm cái vị này nha, uống được rồi. Rồi, các bạn có rồi, cầm thịt. Đó, cái gì vậy? Thì cái phản ứng áp. Tương ứng phản ứng áp thì tôi thấy có ghi cái đầu áp đây, cái đầu này cũng không rắc. Giờ có những cái này thì đầu 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 cắt rồi nóng bừng mặt, thực hiện rất là rõ mặt. Cái thực hiện của cái thực hiện mà nó bóc lên thực hiện á, thì nó sẽ là đổi dùng cái mặt, còn dùng cái thương diện mà nó bóc lên thì nó hai dòng má. Bạn thấy cái đồ mà nó mặn mà xong rồi nó tay cái mặt nó kéo được luôn rồi mấy cái con mà uống rượu á, rượu nó có tính gì, con nó có tính gì để nó ăn uống cái đồ béo mà nó làm mềm những cái tính gì khác thì nó biểu hiện được nhiều hơn và mặt của nó là mặt của lực ha, cái người trẻ mặt của lực bạn không thấy nó uống cái gì cả vô mình cảm giác được rồi, ví dụ là tâm hư những người già yếu ốm yếu trong lưng mỏi gối mình kéo dài đâu người nhiệt nhiệt cho các bạn thấy không thì đấy cái cơ chế bệnh của nó cũng như là bệnh nhân có tiểu thì nóng thì do cái tâm nguyên gì hết thì do cái nhiệt gì cũng thứ đã yêu ngay bài thuốc của nó là bài chi ma câu đàn ẩm, ví dụ như là gặp chi ma câu đàn thì phải cứ câu thôi rồi bổ trọng với lại bớt chậm phương tức thầy lãi như các bạn quên để dạy trước thầy này là đưa đủ rồi một cái quên đưa thì là đủ các bạn làm đồng y nhưng mà các bạn phải nhớ là các bạn đi ở bên sân chú bạn đi bốc thuốc thực tế rồi các bạn có học cái tên nó không nha lúc mà nhìn cái thuốc không biết là cái gì nữa ở đây làm như vậy là bộ đi còn khám thuốc rồi bốc thuốc rồi ở nhà thì việc thì nọ rồi gì thầy đó thầy đi năm mà đúng không năm ngoái các bạn đi năm thì năm nay là có một số bạn ở nhà thì thế rồi có một số bạn ở là nhà thì chứng minh chứng minh họ đang có chứng minh thường mấy cái bạn đó rất là hay các bạn đó là đã ra đời rồi các bạn đó đi làm kiểu có kiếm tiền thôi không muốn học cái gì nãy nói đó kê lai khuyến cáo anh đó từng đến một phòng khám bên cạnh các bạn là bạn không muốn học cái trường hợp gì cũng anh đó là hàng những cái học mà thầu thùng tí kê lai là họ ra số bạn không có lợi gì đâu mình nói cái tiền của mình nó không có cái tiền nó sẽ làm cái gì cái thuốc cũng không có gì hay là cái vấn mà còn dù như các bạn mà làm gì thế này nhà có một khám và một thuốc gì nọ rồi làm cái thú cho bóp thì tiền không thuốc bây giờ là các bạn thấy bây giờ bắt đầu nhận thuốc của bây giờ mình bắt đầu nhận thuốc của Đài Loan ha, thuốc Đài Loan là thuốc tới mình sẽ nhận thuốc của Nhật.
À, thì cái dạng thuốc nó sẽ khác nhau. Bây giờ mình có thể xài cho thuốc của Trung Quốc như là nguyên cái phiến luôn. À, chỉ tử hoàn cầm ha. Rồi đến những cái vị khác. Đưa cho các bạn nhớ luôn. Thật ra thì cũng chẳng có. Nhưng mà chẳng nhớ như vậy. Thì hai câu này, thuốc bên liên quan đến những cái phòng rồi. Chuyện là chỉ tử hoàn cầm. Rồi, ví dụ như là có một số cái, ví dụ như là các bạn thấy trong khi học của chị mình nó có cái mày của hay tiền đó. Không biết đó là sao, ví dụ như là cú tức, ví dụ như là những cú xuống. Rồi, ví dụ như là có những cú xuống lên. Tại vì học rồi thầy cô mới nói đúng không? Đúng là những cú là bài là những cái thang các bạn. Gì đâu kìa. Vì nào thì cứ lên. Đốt vậy, gì đâu. Không kết. Thời đối gì? Hả? Thời đối gì? Đốt. Cái này là cái gì ta? Cái lý thuyết của mình thôi. Đố mấy cái vị thuốc á, ví dụ chiếu á, đố này là vị gì? Chưa đố. Rồi thì lỡ chiếu rồi quên mất tiêu. Mà thang này. Làm thấp thì các bạn thấy là cái thể của nó thì là cái đạm sinh ra thì tính nó chạy. Nó chạy, ví dụ như là bệnh nhân đạm nó ảnh hưởng đến thần, thậm chí là cũng nhiều lơ mơ. Nó ván của cái đạm nó thì nó là đạn đầu như vậy. Rồi ở dụ bệnh nhân có một câu này thường gặp những người thần bệnh nhân là cũng hay gặp lắm. Ở khoa mình thì mỗi thầy cô cái chuyện phải với thầy cô vô bệnh nào cũng sẽ giảm không. Có thầy cô thì vô thì điều trị về xuất huyết. Thì khoa mình cũng có thầy cô đi điều trị giảm. Vô lúc nào cũng sử dụng phải. ví dụ như là đàm mà sẽ kết hợp với là cái đó cái cục điện độ con giải không có mà tưởng là gì ha cái cục điện hoàn cái một cái vô một cái rồi cầm là tự tiêu đúng không về cầm về anh nào quên chân quá thì các bạn cái thầy thuốc á thì các bạn sẽ thấy trường hợp các bạn có một cái bệnh nhân chúng ta được á đấy ví dụ như là người ta thấy là cái bệnh viện thì nó làm cái hầm
rồi cái này các bạn có thể tham khảo thêm thôi. Tại vì người ta quan sát thấy biểu hiện của nó, dụ như là người ta thì thấy mặt chậm á, ở cái nhà chị taxi thì nó là biểu hiện nó là hiểu rồi, tất nhiên là cái biểu hiện chậm. Khi đó chúng ta sẽ sử dụng thuốc thông tin, ngoài cái việc chúng ta dùng thuốc thông tin tiền, ra đến thì mình không có hạ áp được các bạn. Trời ơi. Đây là tổng hợp tất cả những nghiên cứu của tính là điện thoại. Thì toàn bộ những nghiên cứu này là được làm data analysis hết nè. Tức là đã làm rất nhiều nghiên cứu rồi, đã làm rất nhiều nghiên cứu về thử nghiệm lâm sàng rồi. Các bạn thấy là bài coi như là bài nghiên cứu điện hoàn hoàn ha. Thứ hai là bài lâm đỡ, lâm đỡ liên quan đến cái thể là cái làm bài đầu tiên. Khi mai tôi làm ha, khám hàng thì những cái bài mà rất là chuẩn cho điều gì, trường thuốc nhằm đối việc và điều gì đáng quý hẳn. Để ở trường đây chị. Các bạn thấy là có giảm được cái khác đó, nhưng mà khi mình làm được cái phân tích ra thì người ta được đánh chứng luận là nó không đủ cái gọi là cái chứng luận đủ. Mình thấy những từng cái nghiên cứu thì nó có hiệu quả, nó giảm một xíu không dám đó. Nên cái chuyện chúng ta xài thuốc không đọc có gì mà cảm thấy ác thì nó xài tương đối thôi. Mình nên sử dụng cái mặt mình sử dụng là trên một mình có tăng khác. Quá trời quá đất anh. Thì dù mình cũng đang tổ chức một cái tình xã hội.
tức là ý tưởng các bạn thấy những cái hình cái hình áo mặc mấy ngày nay, sau đó là sau ra thì cái mà cái mới xuất hiện nó lại đẩy nó lên, nãy giờ nó thì 15 triệu gói khởi nghiệp tối nay vậy tôi làm nè, làm này nè, trả giá rồi tôi đi đặt cọc chứ không phải tập trung của mặt này. Thì hiện tại thì các bạn chúng ta hiện tại là các bạn lớp mình thì tham gia rất là mạnh, như là bạn Quý Thanh rồi bạn Thảo rồi bạn Thắng, rồi bạn làm được là mọi bạn tham gia không? Có này. Hôm nay là hàng chó. Thì các bạn có thể đăng ký rất đơn giản, các bạn nhập cái link của các bạn mình chỉ cần 30 phút thôi mấy đứa. Thật ra các bạn có thể dùng bạn lại cái đó, không có gì khó cả. Và cái mà nói với các bạn không có gì để chơi. Bạn biết là khi đăng ký được cái bộ của Phim Chi lúc đó đầu các bạn là cái gì vậy? Gì đi bạn nào xài iPhone là không? Đây là ở các bạn. Và khoảng thời gian của anh đi là khoảng thời gian của ra đời của em cũng phải nè. Mấy em cũng phải nè. Thì anh tham gia cái chương trình thử nghiệm, không có gì hết quảng cáo. Đây là chương trình thử nghiệm của, đây là các bạn nhập học Y6, nó đang học Y6 mình nhập. Nó tham gia chương trình thử nghiệm. Nó đầu ở đi Mỹ, Silicon Valley. Còn cái đó quen hàng quá, nó vô trong quá, nó xuống tráng chữ. Không, chỉ làm cá nhân luôn, chứ không ai đâu làm team.